Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
là ta độ bầu hòa tan ta nam ma mô cúng dường phiêu hoa là ta độ bầu hòa tan ta nam ma mô cúng dường phiêu hoa là ta độ bầu hòa tan ma ha ma thiếu chủ thành tâm khởi thân lễ Phật tam ma bái bái ta chủ kiền thành khởi thân lễ vậy ra bái bên na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì làm sao khúc không lệ thương sau. Còn có đến nay lễ thôi, ngày nay này sẽ làm lễ đồng qua. Vậy giờ đây đi ta chiến lạch hay việc dự, để ta mở sổ sinh tử ra xem. Quả thật quả thật, chẳng sai chẳng sai. Tại gia chung của bà Hữu Dương 54 tuổi đã gánh gác việc trần nay đà cưỡi hạt vui tiên. Hôm nay ta lệnh kiệt tướng về đây, tập trung cho thiệt để khách quan đưa lên cụ ta nàng phần mộ tết nha. We'll be right back.
Wow. Ooh. Okay, mate.
thầy ơi, 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 đâu vậy? Đâu vậy? Mày. 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 Tụi nó coi hợp vậy lắm, sao mà đỡ được? Mày vậy? Mày vậy? Hỏi mày cái gì? Hỏi gì mày? Ai sai cái đây mày? Chứ hầm mày tú mày ơi. Kêu về làm gì? Mày dọn đồ hả? Rồi mày dẫu cho. Mày cần phải chém nó mày, chém nó xuống tay. Rồi mày dẫu chưa? Quá, bài vô, tao quýnh phụ á. Rồi mày làm gì mày háo gì vậy? Mệt, chú miếng nước cái này. Chờ nó miếng nước á. Ai kêu đám tiệc người ta mà vô quýnh phụ. Nó chạy xuống vậy luôn. Mày né hả? Lấy cái nước cái cho nó. Uống nước đi. Thôi ra bành hả? Vô định đô bên mày mới về rồi mày. Cái gì mày? Nói cho qua định nha. Nước ở đây nó ngon mà nó mát hơn bên Tiền Giang tao nhiều mày. Có hiếu gì không? Nước này nó hiếu đa mày ơi. Nó hiếu đa kìa. Đủ đa chưa mày? Vậy ở đâu vậy? Bắt nó vô kìa. Mày đâu mày? Trời ơi. Cái đầu cát không đó. Ui. Nhiều quá. Nhiều mày thấy sao mày phải im không? Im mày ơi. Ấy dạ. Niệm Kim Đinh 2023 của dịch vụ cơ sở mới bán cho thằng Bê Tú thằng gì cho mày đó. Biết cảm ơn không mày? Dạ, con cảm ơn ông mày. Rồi trước khi mà dịch vụ có chẳng một cái điều chẳng chối với bà con của bác ở đây mày. Thôi mày ơi, trước khi con dịch việc có chẳng để đi theo phù hòa Linh Kiều, bà con của bác trong dòng này có ai hương tình ghé ủng hộ con chiến xe lần cuối không mày? Ở nhà tao dặn mày sao mày? Đi vô đám mà không được xin tiền. Không cho được không mày? Dạ, không cho. Ở đây chắc đâu quậy hoài hay quá. Xin tiền. Biết rồi. Mày giật giật cái gì vậy mày? Chồng ơi, trước khi nào dịnh biệt coi chàng để đi heo phùa lên kêu. Trời, cho nên cái hàm đẹp đẹp đi che cái trong nhà tao mới chịu nha. Thầy ơi, trước khi chết tôi còn xin thầm lỗi tốt hả mày? Thầy đại diện dịch vụ cơ sở mới đáng cho mẹ Tú cũng vậy. Cũng nói cho mày biết mày. Cỡ mày á, cho cái quách thả cho xong gì bảnh mày. Đây, cho cái quách thả cho xong cá nghĩa cha mày ơi. Còn mày lạnh không mày? Đại diện cơ sở mới đáng cho thằng mẹ Tú muốn tặng tặng cho mày một giấy phương trang mới lạnh dừng nằm mày. Cái gì cũng nghe mày. Làm gì lạnh? Chế phương trang này ngủ á. Có mày lạnh rồi mày. Ê, khổng nha. Không có, nằm xuống. Mẹ đi. Mày móc gì mày? Đạn, dược cho quắc. Bắt cái gì đâu, cầm lá cho lấy không. Thôi, bữa nay có vụ chơi nước sôi ha. Ê, làm gì nào luôn. Ê, trời, mấy quỷ. Mẹ đem nội nó đứng nó rung rồi kìa. Thầy ơi. Mày lẹ đi. Nằm xuống mày. Dạ. Nằm xuống. Mày có cái gì xấu tài tao mới xấu. Bà con có nấu nước ủng ủng kìa. Ê. 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 Rồi rồi. Bấm rồi. Lột da mày đưa con anh. Nóng ghê. Má nóng. Má ấm luôn rồi.
Nằm xuống cho tao mày, hết cho mày. Mày lạnh lắm mày. Trời mới chết đi sồn rồi lạnh mày. Đắp nó lại coi. Thôi khoái à, đi ngu à. Ấm mà đi ngu hả mày? Cái gì mày? Trời ơi, ông trẻ bạn mới 3 ngày rồi ông nội ơi. Ông chú nó nằm ở nhà không có lủng cái lưng gì hết trơn mà tôi mới nghe kìa. Chở mày lên coi. Ê ê ê. Rồi trở về rồi đó mày. Sao mày? Rồi nằm xuống đi con. Gạch đâu? Chắc rồi. Trời ơi. Trời ơi, nào đổ nước nhẹp nó chờ chờ ông nội ơi. Cái gì vậy mày? Sao? Mày chạy dưới đây. Mày kiếm bà già nhà mày dưới đây hả? Mày đặt xích lên đi, đặt cái dưới là nó dập chứ. Dập gì anh đi mày? Dập anh cái đê chứ gì? Trời ơi, mà thu chết. Đập đi. Mày đập đường của mày. Trời ơi, mày nói gì nhanh đi mấy ông nội ơi. Mở mở ra mày. Anh mở ra này mà không mới hả? Không mới đồ, không mới đồ. À, nhẹm tụi này, nhẹm nuôi nữ này nè. Trời ơi, trời con mắt mày. Ê, trời ơi, thấy được không ông nội? Nhảy, nhảy. Đâu rồi, đâu rồi? Thôi, thôi, anh ơi, thôi em hỏi. Quay. Hồi đó giờ anh có coi nhiếc nghệ thuật ngôn nhu không? Dâm nhu hả? Dâm nhu. Đâu rồi? Nhớ được không? Ông Nhi. Nghe nha, nghe nha. Trời ơi, đập để tao lại theo ông nội này. Anh nhấn qua một bên đây thôi, em đập nè. Trời ơi, đổi khác đi mấy ông nội đây. Ông nội ơi, tao nhẹn đi. Ôi, muốn nhậu luôn. Chắc chưa thấu. Chưa, 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 chưa. Trời ơi, mới thử ông ở đây chưa 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 cái. Nào ông gặp chơi. Được ông đổi người đi ba. Chưa đi. Trời ơi, mới chưa bị ông đâu. Chưa đi. Trời ơi, đập luôn. Đập. Hết chưa mày? Trời ơi, 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 trời anh em mày đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời gian bên trên có giới hạn nên anh em chúng cho tạm ngừng chi một câu hoàn tại nơi đây và sau năm mới cuối cùng anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị, và tiết mục này khá là khó khăn luôn bà con ơi. Không biết tôi thực hiện tiết mục có thành công hay không đây ạ? Nhạc lên luôn đây. Mấy quý vị và chúng tôi xin mời quý vị khá là thành công luôn ạ. Mấy quý vị và chim sống trên gần kể cả sống nhờ bẩn nước, chúng ta cũng sống nhờ những thành hoa thông thường của bà con của bác luôn ạ. Mấy quý vị và chúng tôi xin mời 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 quý vị và chúng tôi xin một chiếc đỉnh đầu của tôi sẽ đòn một chiếc gầy và chân lên cho bà 300 vụ của một thang ngày hôm nay. Nhưng mà tiếng một khó khăn nhất là tôi đang dần các bạn trên một trong lăng không biết các bạn cầu hay không đây ạ. Một phần 5.000, 10.000 không phải là đủ. 5.000, 10.000 để cổ thủ cho thằng cho tôi tấu luôn bà con của bác ơi. Vâng, một chiếc gầy, xin nhận chiếc gầy được bắt đầu. Vâng, chúc mừng thứ hai. Vâng, và cuối cùng là chúc mừng thứ ba. Và thứ tư và ba chúc mừng cho tôi quý vị khá là thành công luôn ạ. Quá tuyệt vời. Tôi ủng hộ cho bà con của bạn nào thọ tay ngọc móc tay ngà gà ủng hộ cho tôi luôn ạ. Cho em hát thêm cái nữa thành công không ạ?
Đây nè em ơi, con cũng xin đẹp thương tình và ủng hộ cho em nào. Sao này em bình đẹp không? Quá tuyệt vời, vỗ tay cho bà con của hai bên. Cuối cùng sẽ đến tư nha quý vị. Tăng ca luôn. Có lá bùa với tăng ca. Up. Hút phát đâu về nhặt cho cứu cứu coi. Tao mới đụng này được đó. Hey. Nó hẹp ở đây mà không mất. Sợ tao. Nhạc lên đây. Nhất chú chung cho xin ông chú gọi cho quý vị khá là thành công luôn ạ. Vâng, và đại diện chú gọi cô bên ngoài của quý vị đồng hồ cho chú sống là cầu sập ngày đầu. Xin hãy cảm ơn cô rất nhiều và rất nhiều. Cái đầu tôi chưa cháy chú cô. Cố lên. Vô cùng được chúng ta lớn đồng ý. Vô cùng được chúng ta có thể lưu nhiều mới nhiều. Lớn đẹp ơi. Vâng chúng tôi là thầy sư và trong thầy vị Phật đã biết chúng tôi đã xuất hiện trên chương trình người thứ hạng năm 2015 có một sự sống nhất từ phía tình dụng kinh dụng cơ sở mà thắng cầm bảy tấu. Chúng tôi nghe quý vị những một chiếc cây đen được phục hồi cho mùa thật lệ ngày hôm nay. Chúng tôi nghe quý vị những cái điều kiện sinh sống. Chúng tôi nghe quý vị ta hướng và cùng toàn thể quý vị các con trong mùa lực đang nay để cùng ta thấy phổ qua cho. Chưa? Một chân tay chân lên đi. Thưa gia đình Tam Mỹ có cùng toàn thể quý vị khách mời trong buổi lễ thành hôm nay. Bây giờ giờ này cũng không còn bao nhiêu lâu nữa, anh em chúng con cũng cháu xin cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Và trước khi đi cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, anh em chúng con chúng cháu có tổ chức một cái đại lễ bái quan. Bây giờ chúng lên cho bà một chút người một chút già đối với tiền bạc cho bà làm lộ phí với đường. Vâng thưa gia đình Tam Mỹ, cho chúng con mới sống được ngàn năm, khi là kiếp người qua sống ngoài kiếp tuổi, kiếp nhân sinh số phận khác biệt. Vì dân chất chỉ là phương ảnh của đời vùng nhân tinh là kiếp người sinh, lậu, bệnh, tử, muôn đời không bao giờ tránh khỏi. Nay hương linh và đồng bạn kiếp sống cũng chẳng vui lưu bước gốc làm con của đất vật. Lúc việc nâng nông có tấm đầy tình mẹ, nước trời làm lòng khổ kính vụ công cha. Lúc chiến sự đau thương mất mắt từ quý gia đình, anh em đi dụ cơ sở mai táng chồng bảy tuổi trưởng trở về đây. Hồi chứng hết về đây thành tâm lý chi buồn cùng chấp gia đình và tạo nguyện. Và trong mỗi em tìm cách thực hiện ý thức bên trên cái điều gì sơ sót. Và mong quý vị ta muốn phát cùng cộng tại quý vị khách các mặt trong buổi lần tâm nay nhiệt tình tha tử bỏ qua cho. Và đây ý thức chương trình bãi quan bên trên cũng chính mọt hết đường bắt đầu.
có quỳ được. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô. Đi mà cũng lâu, nãy giờ không là đêm. Bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ